Cần thiết và dạ. Làm vậy mới vẽ lên hình của mẹ Maria này. Và thưa quý vị, ngày hôm qua anh Trung Độ với anh Hải Trần đã mua hai bức hình này rồi, nhưng đem giao lại cho tu hội và muốn tu hội bán lại lần nữa, lấy tiền bỏ vào cái quỹ. Thì cho nên ngày hôm nay anh Trung Độ và anh Hải Trần anh đã mua với giá 1.700 một bức rồi. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu cái giá đầu tiên là 1.700. Quý vị giúp cho Hải Tâm nha, một cánh tay đưa lên 1.700, quý vị đưa lên đấu giá thành 200 nha. Dạ. Sao bây giờ không đúng cái sạc bằng 1.700 thì bây giờ Tâm ngó bên đây rồi, chị ngó bên đây coi một cánh tay nào dưa lên đầu. Bây giờ em phải đem từng em đội mẹ lên đi cho người, để mấy đại gia và mấy anh ngồi về hàng đầu là đại gia, thiếu gia và thương gia và mấy anh chị dòm kỹ giùm em nha. Và đây là một bức tranh rất là công phu, từng hạt gạo nhìn kỹ nhìn kỹ. Dạ là bơm nhìn bức tranh đừng nhìn em. Dạ bên đây có cánh tay nào dơ lên không ạ? Dạ. Nhìn bức tranh mẹ Maria. Dạ quý vị giúp giùm em coi giùm một cánh tay 1.700 nha quý vị. Dạ cho tụi em nhờ một cánh tay qua đưa lên không ạ? Dạ coi kỹ giùm em. Đây. Dạ. Trời ơi sao thấy quà không mà không chưa thấy cánh tay nào đưa lên. Quý vị có quyền giơ tay lên. Dạ. Em đưa lên cho quý vị ngắm cho kỹ nha. Em thấy một cánh tay đưa lên, anh đưa tay lên ha anh. Đây, anh đưa lên, em có mặt liền, nhìn kỹ đi anh. Rồi, đó, dạ, có miền Trung chào cánh tay nha, có một anh mặc một áo xanh đang dơ lên rồi. Đâu? Bộ tay thật lớn đấy, để ủng hộ anh. Một áo xanh lên rồi, để em bồi thêm nữa là ngoài bức tranh 1.700, nếu quý vị mua bức tranh rồi, còn được một nụ hôn của chị Hồng Đào. Chị Hồng Đào có thể gặp riêng Hoài Tâm lẫn số phòng. Bây giờ bị nhà thơ cỡ nào cũng được. Miễn Tâm mời chú bàn tay đưa lên có chưa Tâm? Có một bàn tay đưa lên chưa? Dạ, em vẫn chưa thấy bàn tay nào đưa lên, nhưng em thấy bàn tay sờ vô người em rồi. Thấy rõ ràng là có một cục bàn tay bên đây nè. Dạ, anh em tới liền, có một đại gia quắc em. Dạ, wow, em hay quá, hay quá. Em phóng tới anh liền, đây. Dạ, dòm kỹ giùm em mấy đại gia ơi. À, đâu rồi? Có 1.700 thôi. Đây, dạ thưa anh. Dạ, đây. Hay quá. Rồi, dạ quay nhìn em nè. Dạ, bức tranh mẹ Maria 1.700. Anh dạ, dòm giùm em. Dạ, có dân từng dạ. Có không? Được không? Dạ, dẫn. Dạ, hiện bây giờ là 1.700 thôi. Dạ, giá khởi đầu là 1.700. Giá khởi đầu 1.700. Anh còn đang cộng lại tiền trong sổ check-in. Dạ. Anh đang nhậm dơ giùm em quý vị ơi, giúp em một cánh tay đưa lên. Anh ơi anh dơ hai cánh tay ha anh. Đây nè, hai cánh tay anh bớt lại nhìn em nè anh trai. Dạ đừng cãi lộn nữa anh trai. Dạ đây nè. Xin tiền dạ, vợ đi dạ. Anh trai ơi. Bức hình mẹ Maria dơ cánh tay lên 1.700. Đó làm bằng gạo rất là công phu. Dạ. Ok. Rồi. Dạ bức tranh này mua cho tôi hỏi em ơi. Dạ một cánh tay 1.700. Dơ một cánh tay là thành 1.900. Em 1.900 dạ. Có ai 1.700 chưa? Có mà, có ai 1.700 chưa mà lên 1.900 vậy Tâm? Dạ, dạ em nói trước đây em mơ ước thôi chị. Dạ. Quý vị giúp giùm cho em. Dạ anh ơi anh dơ lên không anh? Anh dơ hai tay là 3.400. Ủa không có hai em nói chơi dạ. 1.700 dạ. Là giá đầu tiên ngày hôm qua bức tranh nó được mua mà bây giờ. Hôm qua bức tranh này đã mua rồi với giá 1.700, nhưng mà được anh Trung Độ với là anh Hải Trần là có biến lại cho tu hội. Thì hôm nay là hy vọng một quý vị nào đó ở đây có thể giúp cho tu hội và mua ủng hộ cho tu hội thêm. Dạ giá đầu tiên là 1.700 đúng không? Dạ bây giờ Hồng Đào đi xuống đây nè, mình có ai dơ một cánh tay. Hồng Đào và Hoài Tâm đang cần một cánh tay. Dạ làm như em nói là coi như bức tranh kèm theo nụ hôn của chị Hồng Đào như là cái phong thủy nó chưa được.